bình tĩnh quá ha. Em rụng ra nè. Có chỗ nào khó không? Có chỗ nào khó không? Ổn đúng không? Em được chống chân 4 lần, 5 lần là rớt nha. À lộn, không phải. Anh nói lộn. Anh... Quay. Được. Nè, được chạm vạch 4 lần nha. Được chạm vạch 4 lần. À 5 lần là rớt. Không, cái bánh nè được chạm vạch 4 lần, 5 lần là rớt. Còn chống chân nhiều lần. Em chống chân bao nhiêu lần cũng được nhưng mà dở lên liền ha. Không có để hai chân vậy đi, hiểu không? Để lên ngang ra liền. Rồi, chạy đi. Em chạy vài vòng là em có kinh nghiệm à. Rồi khi em chạy qua đây, cái bánh em ở đây nha. Cái bánh em ở đây. Rồi cái bánh em ở đây nè. Cái bánh em ở đây rồi chạy qua đây. Đó, rồi chạy. Đó, đúng rồi là bánh sau nó không chạm. Ok, tuyệt vời. 10 điểm. Tiếp tục, trời ơi. Mình tận dụng thời gian chứ. Thời gian là vàng là bạc. Tí nữa mấy kia nó vô nó dành chỗ tập giờ. Thi xe giống em á. Trời ơi, không cảm xúc luôn trời. Nói chuyện với anh cái coi. Tập trung là không nói chuyện được đúng không? Nè, nghỉ xả hơi cho bạn này chạy nè. Vô tập đi. À, nhớ không? Được chống chân 4 lần, 5 lần là rớt. Alo. Anh lộn. Được chạm vạch 4 lần nha. Chạm vạch kìa ha. Chạm vạch 4 lần, 5 lần là rớt. Chống chân thì mình cứ chống chân thoải mái, nhưng mà dở liền liền. Rồi, tiếp tục hành trình. Học 8 đề xong rồi đó. Ghê thiệt chứ. Mới đăng ký không? Em lại bạn làm 4 đề là cố gắng nha. Mình thi đúng không? Trong máy tính nó sẽ không để câu điểm liệt, nhưng mà 5 câu đầu tiên, 1 trong 5 câu đó chắc chắn sẽ có câu điểm liệt. Chấm số 8 à? Không, trên máy tính đó, nó sẽ không để câu điểm liệt. Nhưng mà 5 câu đầu tiên chắc chắn sẽ có dính một câu, ví dụ câu 5 hoặc là câu 1, câu 3 gì đó. Không biết được ha. Dạ, 5 câu đầu tiên. Ừ, nên là 5 câu đó phải coi cẩn thận. 1, 2, 3, 4, 5 á. Chúng cho 25 câu. Đúng rồi. Khoảng bao nhiêu điểm là... Em mà rớt câu điểm liệt là... coi như cái bài đó rớt luôn á, hiểu không? Không được sai những câu điểm liệt. Khoảng bao nhiêu câu là được đầu rồi? 21 câu vắng đầu, đừng sai những câu điểm liệt ha. Về cố gắng học. Tại vì trong đó nó có giải thích đáp án anh gửi á, thấy không? Nó có giải thích hết. Thì ví dụ câu nào khó em cứ chụp gửi anh đi, anh sẽ chỉ cho. Tại vì cái gói của em là đặc biệt hơn mấy bạn kia, nên cứ chụp hỏi nha.